Kinh này đó là một cái bài kinh rất là sâu và chúng tôi rất là coi nặng cái bài kinh này. Mặc dù kinh nào cũng như nhau quan trọng hết, nhưng đặc biệt cái kinh này chúng tôi anh để cho nó bán để thì kinh nào tôi cũng coi nặng hết, nhưng mà đặc biệt cái kinh này đó là được xem là một trong vài ba cái tài liệu gối đầu bắt buộc của các hành giả, các thiền sư ở các thiền viện. Bài kinh này là bài kinh Mô Khá Ra Chá. Mô Khá Ra Chá trong Trung Bộ Kinh. Mô Khá chữ GH. Mô Khá Ra Chá trong Trung Bộ Kinh. Rồi kinh này, rồi kinh Bờ Bên Kia, kinh Đáo Biển Ngạn, kinh Bát, kinh Đáo Biển Ngạn, kinh Parayana. Đó là những cái bài kinh mà được xem là tài liệu bắt buộc của các hành giả, các thiền sư Miến Điện muốn tu cho mình hay là muốn dạy người ta đều phải đọc qua, đọc kỹ, đọc qua mà phải đọc kỹ cái kinh này. Đây là lý do vì đâu mà chúng tôi đã đưa cái kinh này vào trong Kalama 1. Nhưng mà sau khi đưa vào rồi, in tới cuốn 3 thì chúng tôi mới hối hận. Hối hận cái chỗ là bà con sơ cơ mà đọc cái kinh này cái đâm ra sợ kinh tạng. Cho nên hối hận mà tại sao là giới thiệu một cái món mà khó nuốt như vậy. Cho nên chúng tôi mới là giảm đô từ từ, giảm từ từ xuống tới quyển 3 thì thấy là dễ nuốt. Thì tới quyển 4, quyển 5 cũng dễ nuốt. Chứ còn cái này thì bắt buộc phải là học A Tỳ Đàm. Thôi thì tôi quay lại cái kinh này, mình lỡ in rồi mình phải giảng cái. Và kinh này nó quá sâu đi, cho nên là không thể nào mà trong một ngày thứ hai mà giảng xong. Và bài kinh này phải được chia ra tới chắc cũng tầm tầm là cũng, nếu mà giảng cho đúng ý của tôi là phải giảng 2 tháng, tức là 8 tuần. Đấy, 2 tháng 8 bài giảng mới hết bài kinh này. Đấy. Thôi thì bây giờ tùy duyên, tôi xiên cái đầu tôi nói cái đó. Thì hôm vừa rồi đó là ngày Maha Kocchita, ngày hỏi ngài Sa Lợi Phất thế nào là trí tuệ. Thì ngài Sa Lợi Phất trong vô số cái định nghĩa về trí tuệ này, thì ngài chọn ra một cái định nghĩa mà phải nói là rốt ráo sát sao nhất, đó chính là trí tuệ Bốn Đế. Bởi vì ngoài cái trí tuệ Bốn Đế thì tất cả cái trí tuệ còn lại đều là sự quẩn quanh hết, sự quẩn quanh hết. Chỉ có trí tuệ Bốn Đế là nó mới dứt điểm cái cuộc hành trình ngu xuẩn của một phàm phu. Đây chính là lý do vì đâu mà ngài Sa Lợi Phất ngài đã chọn cái câu trả lời là trí tuệ Bốn Đế, hiểu biết Bốn Đế chính là trí tuệ. Thì sáng hôm nay chúng ta học thêm một vài chữ nữa trong chú giải kia rất rõ. Cái chỗ này nói là nhức đầu thì tôi cũng nói, không nói thì bà con nói tôi nói thiếu. Bà con là có đọc chứ còn không đọc thì sao biết tôi nói thiếu. Thì trong chú giải nói rằng cái vị mà hỏi này là đệ nhất về vô ngại giải, và cái vị trả lời đó là đệ nhất về trí tuệ. Đấy. Và ngài Sa Lợi Phất khi mà ngài nghe ngài Ma Cao Thế Tát hỏi đó, thì ngài hiểu ngay là câu hỏi nào liên hệ đến pháp hiệp thế và cái câu hỏi nào liên hệ pháp siêu thế. Nghe thì kỹ nha, nói về pháp siêu thế đó thì lấy tuệ là nhắm tới cái cốt lõi là trí tuệ, nhưng mà nói về pháp hiệp thế đó thì cái cốt lõi là nói về tâm. Đấy, cho nên đây chính là lý do vì đâu mà trong kinh Đức Phật ngài rất nhiều và rất nhiều lần, thậm chí là vô số lần ngài dạy rằng này các vị kheo, khi ta tâm cùng tu với tuệ, đấy nhớ nhà tâm cùng tu với tuệ sẽ đem lại lợi ích lớn, quả báo lớn. Thì tâm ở đây tức là đỉnh cao của pháp hiệp thế, có nghĩa là thiền định. Đấy, chỉ tâm trong trường hợp này phải hiểu như vậy đó. Không? Khi tâm được cùng tu với tuệ thì sẽ đem lại lợi ích lớn, quả báo lớn. Thì trong trường hợp đó chữ tâm ở đây đó là đỉnh cao, là cốt lõi sau cùng của pháp hiệp thế. Vì trong pháp hiệp thế đó thì gồm có dục và thiền. Không? Thì dục đó là không có gì để nói về cái thiền á, thì chắc trong rung này các vị cũng ngạc nhiên là tại sao cái thiền được xem là đỉnh cao của dục giới, là bởi vì thế này, trong cái tâm thức của một người hưởng dục, họ không thể hiểu được rằng bên ngoài của dục còn có cái gì, họ không hiểu được cái đó. Nhưng mà riêng về cái tâm thức của một người chứng thiền thì họ biết toàn bộ cái gọi là thế giới này, họ biết rằng ngoài cái thế giới dục nó còn có cái thế giới của thiền, và họ cũng biết rõ dục ấy nó gồm có bao nhiêu cảnh giới. Dục đọa xứ và dục thiện thú. Dục đọa xứ là bốn cõi đọa đó,
còn dục thiện thú là nhân thiên. Thì bốn quả đọa ra sao và nhân thiên ra sao, cái vị chứng thiền họ biết rất rõ. Dĩ nhiên cái biết họ là trong cái hạn chế của phàm phu hoặc là của tinh văn thôi, chứ không thể nào bằng vị độc giác hay toàn giác rồi, nhưng mà ít ra là họ biết rõ, cái biết không có thông qua sách vở và nghe lời dạy của ai hết, mà thông qua cái chứng ngộ của bản thân. Cái thiền á, thiền ở người chứng thiền hiểu được cả hai cảnh giới thiền và cảnh giới dục, mà tam giới này nó gọn là chỉ có hai thôi, đó là cảnh giới thiền và cảnh giới dục nha. Thì người chứng thiền họ hiểu được cả hai, cho nên đây là lý do vì đâu mà cái thiền định nó được xem là cốt lõi cao nhất của cuộc sinh tử. Có một điều là cũng trong Kalama, trong Nhật Tụng Kalama chúng ta có một bài kinh, bài kinh đó Đức Phật dạy thế này này các vị kheo, có một khác biệt rất lớn giữa người biết Phật pháp và người không biết Phật pháp. Đó là cái từ của tôi, chứ trong đó thì nó là giữa một người đệ tử Như Lai và không phải đệ tử của Như Lai. Nhưng mà ở đây thì mình nói, mình còn có một cách nói khác nữa, đó là người biết Phật pháp và người không biết Phật pháp. Thì ngài dạy rằng đệ tử Như Lai dầu có làm các công đức sanh về các cõi dục thiên thì từ đó đi luôn chứ không có quay luôn cõi đọa. Và đệ tử Như Lai dầu có đắc thiền về các cõi phẩm thiên thì cũng từ đó đi luôn, không có quay về cõi thấp. Riêng về cái người mà không phải đệ tử Như Lai, họ cũng có thể làm các công đức để sanh về các cõi nhân thiên dục giới, hoặc là họ có thể chứng thiền để về các cõi phẩm thiên. Nhưng cái chuyện mà về cõi dục thiên rồi quay trở lại chịu đọa, hay là quay về đi về lên phẩm thiên rồi quay về chịu đọa, là cái chuyện tất nhiên tất yếu. Đấy, nhớ nha. Chẳng hạn như ông gì đó, ông Atida đó, cái ông mà đến coi tướng Thái Tử Tất Đạt đó. Thì ông đã sống 120 tuổi, và ông đến coi tướng Thái Tử xong thì ông khóc và ông cười 3 tiếng. Thì vua Tịnh Phạn hỏi vì sao mà sư phụ, ông kêu mình sư phụ, vì sao sư phụ vừa khóc vừa cười? Thì ông nói ta cười là vì ta mừng là một vị Phật vừa ra đời để tế độ chúng sinh, nhưng mà ta khóc là bởi vì ta không có duyên để gặp ngài, ta chỉ sống được 7 ngày nữa là ta mất rồi. Đấy. Thì khi ông mất rồi ông sanh về cõi phi tưởng, phi tưởng ông sống 84.000 đại kiếp, xong rồi ông trở xuống, ông trải qua một kiếp độn. Thì trong đó nó không nói rõ là kiếp độn là kiếp trời hay kiếp người nha, kiếp độn vì phẩm thiên không giờ mà đọa thẳng, mà phải không qua một kiếp độn, kiếp trung gian, nó transit, đúng, một kiếp transit. Ghé một kiếp transit xong thì ông đi xuống làm con trộn, trả lại cái nghiệp xưa đó, ông sang xuống làm con trộn, nhớ nha, làm trộn. Thì cái vị biết mà đã vô mang cái thân trộn thì mệt, một là cũng u mê suốt kiếp, còn hai nữa là cũng phải sát sinh, cho con trộn nó sát sinh lấy gì nó ăn, đấy. Phải sát sinh rồi cái khả năng đọa lạc rất cao, đấy, rất cao. Cho nên ở đây đó, ngày sau là Phất, khi mà ngày nghe ngày mà có thể tá hỏi về các câu hỏi để ngày tự ngày hiểu, ngày phân định là cái câu hỏi này nè là nói về pháp thế gian, pháp hiện thế, cái câu hỏi này là nói về pháp siêu thế, tức là bốn đạo quả và niết bàn. Đấy, thì cái trong chú giải ghi rõ tất cả pháp hiện thế đều lấy tâm làm cốt lõi, tất cả pháp siêu thế hữu vi lấy tuệ làm cốt lõi, không? Đấy. Cho nên các vị để ý từ cái câu đầu tiên mà cho đến câu cuối cùng của cái bài kinh này đều nói về hai cái pháp môn chỉ và quán, không? Rồi bây giờ vừa rồi là chúng ta học về trí tuệ. Thế nào là trí tuệ? Thì ngài sẽ là phát đứng trên lập trường của một bậc thánh và cũng là một hành giả tứ niệm xứ. Cho nên ngài đã trả lời rằng trong tất cả các trí tuệ thì cái gọi trong tất cả các thứ trí tuệ thì cái mà đáng gọi là trí tuệ nhất chỉ là cái khả năng hiểu biết rốt ráo về bốn đề, thì cái đó mới đáng gọi là trí tuệ. Như vậy cái câu này là ngài trả lời trên cái gì ta, trên cái vụ lập trụ trường của một bậc thánh, một người đã hiểu bốn đề, và cũng trên cái vụ lập trường của một người hành giả tứ niệm xứ, không? Để tiếp theo cái câu thứ hai là ngày mai có tái ngày hỏi thế nào là quyền nhà nè. Tại sao tôi không nói tiếng Việt mà tôi lại nói tiếng Pali? Là bởi vì sao? Là bởi vì cái chữ này nè, xưa giờ đó là người nào mà có kinh tạng thường thì thấy chữ quyền nhà nó luôn luôn được dịch là thức. Đấy. Nhưng mà riêng trong cái bài kinh này nè, thì ngài Ma Có Thích Tá và ngài Sa La Phất đều hiểu với nhau rằng
Cái chữ này nó đồng nghĩa với cái trí tuệ quán khi mà tu tập bốn niệm xứ nha. Như vậy thì chúng ta có cái bút chúng ta ghi xuống nha. Trong kinh này thì chữ Vijnana phải hiểu nó là thức, thức tri, là thức tuệ chứ không phải là thức không. Nếu mà thức không thì nó trùng không. Và chúng ta ghi cái này, danh từ là Vijnana tức là sự nhận biết, nhưng mà cái động từ là Vijnana tí là nhận biết. Đó là một cặp. Cặp thứ hai, Sanya là tưởng. Người Việt không học giáo lý thì không biết tưởng là cái gì. Thì ở đây, ở trong Ngài Tỳ Đàm giải thích, tất cả cái gì nó thuộc về hồi ức, ký thức, kiến thức, kinh nghiệm. Hồi ức, ký ức, kiến thức, kinh nghiệm, thì lập trường, quan điểm, thì tất cả những cái đó đều gọi, được gọi là tưởng. Tưởng, đúng không? Thì tưởng ở đây, cái danh từ của nó là Sanya, nó là concept. Nhưng mà cái động từ nó là Sanchana tí. Nhớ lại, ôm lại nha. Danh từ là Vijnana, động từ là Vijnana tí. Còn cái đó là Vijnana, còn cái tưởng, cái danh từ nó là Sanya, mà động từ nó là Sanchana tí. Còn rồi cái thứ ba là trí. Cái danh từ là Panya, mà động từ là Vijnana tí. Dễ nhớ mà, dễ nhớ. Cái danh cái động. Đấy. Thì ở đây trong cái câu hỏi này này, thì ngày 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 mai hai có thứ tám và ngày mười sáu là phát điều hiểu ngầm, mà cái chữ Vijnana đây là ám chỉ cho cái trí tuệ quán. Cho nên ngày mới hỏi nha, ngày mới hỏi ngày ngày sáu là phát vậy chứ thế nào là thức trong trường hợp này. Thì ngày sáu là phát ngày trả lời thế này. Thức ở đây có nghĩa là biết rõ các thọ, được gọi là thức. Biết rõ các thọ được gọi là thức, thì thức cái này gọi là thức tri. Có nghĩa là trong lúc mà tu tập tuệ quán, hành giả biết rõ cái này là thọ gì thọ gì, cái biết đó được gọi là thức tri. Rồi nhớ cái đó, nhớ cái đó. Và thêm một cái định nghĩa nữa, nó bị ra bên phía A Tỳ Đàm á, thì thức đen nó tri đen nó còn có một nghĩa nữa, đó là toàn bộ sáu thức. Thì nó gồm, nói gọn là mình coi ngũ xung thức nó gồm có mấy thọ. Thì mình thấy rằng cái ngũ xung thức nó chỉ có bốn cái thức đầu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, luôn luôn là thọ xả. Còn cái thân thức thì có lúc là thọ lạc, có lúc là thọ khổ nha. Cho nên ở đây mình thấy ở đây là khổ lạc xả. Khổ lạc xả gì? Ở đây có hai định nghĩa. Định nghĩa một là nếu mà cái chữ thức này mà hiểu thì nghĩa phổ thông á, thì á, là ám chỉ cho sáu thức, ám chỉ cho ngũ song thức. Nhớ nha, cái chữ thức ở đây mà hiểu thì nghĩa phổ thông là ám chỉ cho ngũ song thức. Có nghĩa là cái biết mà bằng nhãn nhĩ tỷ thiệt là cái biết nó luôn luôn là không hỷ không lạc không khổ, mà chỉ có xả thôi. Nhiều người không học A Tỳ Đàm thì không biết chỗ này. Cái vị nói là tôi nhìn cái đó tôi vui quá, hoặc tôi nhìn cái đó tôi giận quá. Thì rõ ràng là hai cái nhìn này, tôi nhìn bằng hai cảm giác, cảm xúc khác nhau, phải không? Tôi nhìn cái này tôi vui quá, tôi nhìn cái kia tôi giận quá. Tôi nhìn cái nọ tôi sợ, tôi nhìn cái nọ tôi mừng, tôi vui. Thì như vậy là cái cảm giác của nhận thức khác nhau. Nhưng mà không, A Tỳ Đàm nói không. Luôn luôn và luôn luôn. Cái cặp mắt của chúng ta nó chỉ làm cái việc chụp hình thôi. Nó không có ý kiến, nó không có cảm xúc đứng kèm, nó chỉ có thọ xả thôi. Không vui không buồn. Còn cái chuyện mà đằng sau cái thấy đó mà ta vui, ta giận, ta sợ, ta buồn, thì cái đó lại là một cái chuỗi tâm thức bên lộ ý môn, gọi là lộ ý môn tiếp nối áo lúc banh thanh cho tới vị thi. Còn ở đây là banh cha đoà vị thi, là lộ ngũ môn, bản thân cái lộ ngũ nó nhãn nhĩ tỷ thiện nó chỉ thọ xả thôi. Cái là mình làm mình nghe cái này mình thấy đúng là cái thân tâm này nó vô ngã. Có nghĩa là người không học A Tỳ Đàm cứ nói là tôi thấy, không, tôi vui, tôi buồn, tôi mừng, tôi sợ. Nhưng mà A Tỳ Đàm nói chỉ trong một khoảnh khắc nhìn thấy cái gì đó và có một cái cảm xúc ra sao, thì ngay trong khoảnh khắc đó vô số cái thành tố tâm sinh lý, không, tiếp nối nhau, hợp tác, kế thừa và hợp tác nhau để làm nên cái gọi là một cái nhìn. Đấy, một cái nhìn vừa ý, một cái nhìn bất toại. Thì nó phải cần đến nhiều cái thành tố tâm sinh lý. Sinh lý đây là gì? Đó là thần kinh thị giác. Đó là nói gọn.
còn mình nói cho đủ thì cái thần kinh thị giác phải dựa vào bao nhiêu thứ sắc pháp nữa nó mới có thể trụ được, chứ không bao giờ chỉ riêng cái thần kinh thị giác mà nó tồn tại lơ lửng độc lập một mình chỉ không có, không có nha, không có. Nói thần kinh này thấy được là nhờ thần kinh thị giác, đó là nói gọn, chứ còn nói cho đủ là thần kinh thị giác và những sắc pháp đi kèm, nhớ nha. Rồi bên tâm cũng vậy, khi mà con mắt nó chụp hình á, để chụp được cái hình chưa có cảm xúc vui buồn thiện ác gì hết, chỉ chụp hình thôi nó cũng cần đến rất là nhiều cái thành tố, như là tâm sở tối thiểu cũng phải là 7 tâm sở biến thành tối thiểu đó, không xúc thọ tưởng tư mê mạn quyền tác ý, nó phải có, nó phải có trong đó thì nó mới làm nên cái việc thấy. Mới tới đó thì nó cộng chuyện đó mấy chục sắc pháp cộng với bao nhiêu tâm sở, 7 tâm sở mới cái cho ra cái thấy thôi. Còn cái chuyện mà mình thấy mà mình vui mình buồn đó là lại là một loạt cái tâm khác. Như vậy thì sự có mặt của mỗi chúng sinh nó là một cái tổ hợp, nó là một cái tổng hợp của vô số thành tố, vô số điều kiện, vô số nhân duyên, để nó làm nên cái nhìn, cái thấy, cái nghe, nó làm nên từng cái khoảnh khắc vui buồn của mình. Đấy, từng cái khoảnh khắc thiện ác buồn vui của mình là nó đều cần đến vô số thành tố tâm sinh lý. Đấy, thì cái này gì nghe là học ra lý thuyết là như vậy, nhưng mà khi tu tập tuệ quán trên phương diện thực hành đó thì mình sẽ thấm thía một cách đặc biệt, là mình thấy rõ ràng là cái vui cái buồn nó do rất nhiều duyên mà có, và nó cũng do duyên mà nó đi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái vui buồn nào, cái thiện ác nào cũng mong manh vô cùng, bởi vì các duyên mà tạo ra nó đã mong manh, cho nên bản thân nó cũng mong manh. Cái sự hiện hữu của nó là chóng vánh, chớp nhoáng, phù du, ngắn hạn, nhớ nha. Mà cái này là đó là lý thuyết, còn hành giả tiến định xứ mới thấy, mới ngồi với một chút xíu thôi là buồn, vui, giận, mừng, sợ, tức, tiếc, dễ sợ chưa? Mình ngồi một chút xíu thôi mình thấy buồn, vui, giận, sợ, mừng, tức, tiếc, à mình thấy quá chừng luôn. Có chút xíu thôi, mừng, vui, giận, sợ, buồn, tức, tiếc. Mà đôi khi người không có tu thì mình cứ nói là bữa nay tôi vui, hoặc bữa nay sáng dậy có cái gì đó bực mình nói rất là gọn. Và khi mình nói gọn quá đó, mình không thấy được cái bản chất lắp ráp, tổng hợp, giả tạm, giả lập của cái thân tâm này. Nhưng mà chỉ có tứ niệm xứ mình mới thấy tích tắc là buồn, vui, giận, sợ, mừng, tức, tiếc, đủ thứ, thấy không? À, cho nên là đây ngài mới định nghĩa cái thức tri đây là gì, chỗ này là biết rõ sự có mặt. Như vậy đây có hai nghĩa, một là biết rõ sự có mặt của ba thọ, đó là thức tri. Trường hợp thứ hai ở đây ám chỉ cho ngũ song thức, nhưng mà đó là hai nghĩa nó cho đủ nha, chứ còn riêng cái bài kinh này thì cái chữ nguyên nhã na ná này ám chỉ cho riêng một nghĩa thôi, đó là trí tự quán của hành giả trong lúc nhận biết. Nhận biết đây là thọ gì thì cái nhận biết đó được gọi là quyền nhà má nha. Cái thứ hai là cái tưởng là gì. Sẵn ở đây tôi nói luôn tại sao mà cái bài kinh này có nội dung hơi lạ lạ như vậy, là bởi vì thứ nhất đây là cái điểm tư duy rốt ráo của các bậc thánh. Cả ngày quán như mình ăn rồi cứ suy nghĩ ông A bà B, rồi chùa miễu, rồi đệ tử học trò cúng dường, rồi buồn vui, rồi danh lợi chức tước quyền lực, các ngài chỉ suy nghĩ về cái bản chất của bản thân và thế giới. Đấy, nhớ cái đó. Và đồng thời ngài Mai Có Thực Tác ngài cũng muốn thông qua cái cuộc vấn đáp này mở ra cho người sao những cái nhận thức sâu sắc về con người của họ và về cái con đường tu chứng nói riêng và con người của họ nói chung. Tại sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì từ xưa đến giờ mình cứ nói là tôi học giỏi, tôi thông minh, tôi trí thức, không? Tôi biết cái này, tôi biết cái kia, nhưng mà trong cái nhìn của bậc thánh á, thì tất cả những cái biết đó nó chỉ là tưởng thôi. Tưởng là gì? Tất cả những gì nó thuộc về hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm, quan điểm, không? Lập trường, thì tất cả cái đó đều là tưởng, không? Kiến thức về kiến trúc, hội họa, âm nhạc, khoa học, lịch sử, khảo cổ, bla 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 bla, tất cả những cái đó đều là tưởng. Vì sao? Vì tưởng có ba. Một là dục tưởng, tất cả những cái tưởng mà liên hệ đến năm trần cảnh vật chất. Thứ hai là thiền tưởng, có nghĩa là khi một người mà đã tu tập thiền định ý, thì toàn bộ vũ trụ này đối với họ lúc bây giờ nó chỉ còn lại có 10 thứ để quan tâm.
còn 10 thứ đó gồm có đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, thứ không ánh sáng và tâm thức. Còn ngoài ra nó là tất cả là zero. Khi mà vô lượng thứ, mọi thứ trong vũ trụ đó mà chỉ còn ở chừng đó thứ thôi, thì lúc bây giờ mới chuyên tâm được. Còn mình thì sao? Ăn nè, mặc nè, ở nè, đi lại nè, truyền thông nè, y tế nè, giáo dục nè, chính trị nè, có gì coi. Nội tôi kể gọn đó là mình đã thấy khùng rồi. Mà trong riêng cái nghệ thuật là nó biết bao nhiêu nhánh trong đó, rồi chính trị nó bao nhiêu nhánh trong đó, rồi khoa học nó biết bao nhiêu nhánh trong đó, rồi cái gọi là hội họa nó bao nhiêu nhánh, rồi âm nhạc nó bao nhiêu nhánh, rồi khảo cổ nó bao nhiêu nhánh trong đó, biết bao nhiêu trục trục. Cho nên nó, khi mà nó loạn như vậy đó thì không có tập trung. Trong khi trong cái đầu của người tu thiện là chỉ có là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng và tâm thức. Chỉ có chuyện đó thôi. Nhớ nha. Nhớ nha. Chuyện đó. Thì cái này nè. Tức là bây giờ là họ nhìn dòng nước họ cũng niệm là nước. Họ nhìn cái tô nước họ cũng niệm là nước. Cái giọt nước đang nhiễu họ cũng gọi là nước. Nhìn con suối đang chảy cũng là nước. Cái thác nó đang đổ họ cũng niệm là nước. Nếu họ đang tu tập thì được nước. Nha. Chứ trong đầu họ lúc bây giờ không có biển, không có sự khác biệt giữa biển, hồ, suối, thác, sông, rạch, tô nước, ao nước, chậu nước, hồ nước, bể nước, giọt nước, làng nước, nụt. Đúng rồi, đó họ chỉ còn là nước. Rồi, đất cũng vậy. Mình bây giờ mình có đồi, rồi có nhà, cửa, con, đường, xá, rồi tùm lum, xe, cộ, tùm lum. Họ lúc đó họ chỉ còn là đất. Họ nhìn con nước họ cũng niệm đất 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 đất. Họ nhìn con đường cũng niệm đất 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 đất. Họ nhìn cái sân gạch thì cũng niệm đất 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 đất. Chứ họ không có dùng chú ý nghĩ được cái gì hết. Đất, nước, lửa cũng vậy. Lửa đây tức là đó họ chỉ là một đống lửa. Họ không phân biệt lửa đó là lửa đèn hay là lửa lò. Họ không phân biệt. Lúc đó họ chỉ tập trung vào niệm lửa. Gió đây là gì? Gió đây tức là họ trong thanh tịnh đạo có dạy cho chúng ta. Gió tức là cái sự lay động, sự xê dịch. Thì cái họ niệm cái này một cái họ nhìn cái lá mà gió nó lắc lắc lắc. Nếu mà họ niệm được một màu xanh đó, thì họ niệm xanh xanh xanh. Còn nếu họ niệm được một gió thì họ nhìn cái lay lắc đó, họ niệm là gió. Mà tại sao phải niệm cái đề mục này? Là bởi vì mình tìm cái chỗ để mình cột cái tâm của mình. Rồi khi mà nó đúng mức, cột mà đúng mức rồi đó, mình chứng định. Mà chứng tứ định rồi đó, mình mới có khả năng hóa hiện thành tâm. Cái người tu tập được một đất, họ làm được cái gì? Khi mà họ chứng thiện, họ đắc định và chứng thành tâm, họ làm được cái gì? Họ có thể đứng trên nước, đi trên nước, và họ có thể biến mất ở chỗ này, xuất hiện chỗ kia với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Nhanh hơn ánh sáng. Nhớ nha, nhanh hơn ánh sáng. Bởi vì ánh sáng còn bị gò bó là 300.000 trong một giây. Còn cái người mà chứng thiền mà nằm nền bề một đất thì họ không có bị cái vụ 300.000 nữa. Mà họ muốn có mặt ở đâu thì lập tức có mặt ở đó. Đó là một đất. Đề một nước có nghĩa là khi mình tu đề một nước, mình tập trung vào đó mà mình chứng thiền ý. Khi mà mình có thành thông bằng đề một nước đó, thì mình có thể động thổ, cái là mặt đất lúc giờ nó chỉ là nước. Mình có thể hơn cả động thổ nó, có nghĩa là mình, bất cứ một cái vật gì cứng mình có thể xuyên qua như nó, như là mình đi xuyên qua một làn nước vậy đó. Nước. Và đồng thời mình có thể tạo ra nước như mình muốn. Nhưng mà đứng trên một ngọn núi, mình mong rằng có một khối nước mỗi cạnh là 5 cây số, thì một khối nước vuông vức, nếu mình muốn thì mình có thể tạo ra được một cái kỳ tích như vậy nha. Đương nhiên trong đêm mình có nhiều người không có muốn tiêm, nhưng mặt xác tôi chỉ giảng từ kinh thôi nha. Như trong kinh kể có một lần đó, đêm hôm Đức Phật và Chư Tăng đi đến một kỳ bờ sông nghỉ đêm, thì nửa đêm nước lụt nó lên, nó cuốn phăng bao nhiêu y bác của Chư Tăng, mấy vị mà phạm tăng ở bờ mé sông đó. Nó cuốn phăng mà các vị nhìn cái dòng chảy các vị sợ lắm, phàm mà. Thì lúc Đức Phật nhìn thấy như vậy, Đức Phật ngài mới nhìn trong Chư Tăng có một vị đệ tử của ngài tên là Gawampati, thì ngài nói là Gawampati hãy can thiệp dòng nước để cho các tỷ kheo đừng sợ hãi. Thì lúc đó ngài lập tức, mình nghe nói nhập định mà tưởng lâu phải xếp bàn ngô, ngài chỉ nghĩ trong bụng thôi, ngài chỉ nghĩ trong bụng cái dòng chảy này đừng chảy nữa và hãy dựng lên thành một bức tường nước. Đúng như vậy, là nước ở trên thượng nguồn nó đổ xuống và nó không có đi tới chỗ Chư Tăng đang ở, mà tới đó nó đứng lại, nó dâng cao nguyên một ngọn núi nước như vậy. Thì đó là thần thông. Thì ở đây là ngài dùng đề mục gì? Đề mục đất. Ngài dùng đề mục đất.
ngài dùng đề mục nước, đề mục gió để mà ngài làm gì đó. Ngài cùng một lúc ngài vận dụng rất là nhiều đề mục, nhưng đặc biệt ngài ngài vận dụng đề mục đất, nghĩa là ngài làm cho nó trở nên thô cứng, đặc biệt để không ngài ngăn cho nó không bao giờ không cho nó chảy như là nước nữa, không cho nó lưu lưu như là nước nữa, mà lúc giờ nó trụ yên như là đất vậy. Biết là thật đất, nhớ cho đó. Đất nước lửa gió, bây giờ tôi kể từng đề mục thì dễ khùng lắm, tôi kể vắn tắt như vậy thôi nha. Đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng tinh không ánh sáng và tâm thức, thì tất cả những cái đề mục này đó, khi mà mình chuyên tâm vào thì mình quên hết thế giới này chỉ còn được bao nhiêu đó thôi. Thì lúc đó cái chỗ đó không phải là đất nhưng mà mình chú nguyện nó là đất thì nó thành đất, cái chỗ đó không phải là nước mà mình chú nguyện nó thành nước thì nó là nước. Như vậy lúc bây giờ được gọi là thiền tưởng. Thứ ba là quán tưởng. Chỉ quán tưởng này rất là dễ hiểu lầm, nhiều người cứ nghe nói quán tưởng, bữa nay nghe tôi nói cái chữ quán tưởng mà tôi lại định nghĩa khác, các vị đừng ngạc nhiên, là bởi vì trong ngôn ngữ chỉ nó bình thường đó. Giống như tiếng Việt Nam mình có cái chữ ba, thì chữ ba nó là ba là bố, mà ba nó cũng có nghĩa là số ba, hoặc là năm, năm là đơn vị thời gian, mà năm cũng nhận tên là tên một con, gọi một con số, cái chuyện nó bình thường không? Ngôn ngữ nào cũng vậy hết. Còn giống như tôi nghe kể có một số ông, mấy ông Việt Nam lớn tuổi đi qua Mỹ nhưng không chưa kịp học tiếng Anh đó, nhớ quê muốn nhậu, cái đi ra tiệm Mỹ thấy nó để cái nó bán hot dog, thì mà không biết lăng mang, hot là nóng mà dog là chó, như là hot dog nghĩa là thịt chó nướng nóng không làm nóng. Rồi ông liếc và ông thấy nó để rút bia, để nghĩ bia là laser, còn rút đó là gốc rễ là căn bản, thì dắt bia là đi gốc là bia một, cái bia một đó. Như vậy thì thịt chó mà nhậu với bia là dắt lầu rồi, thế là mấy chàng bê cho mày coi như một thùng rút bia, và rồi một thùng coi như là hot dog đem về nó té ngửa ra, hot dog nó là xúc xích, còn cái rút bia nó là xá xị. Mà trên đời này có cái gì mà nó vô duyên như bằng là ăn xúc xích mà uống với là gì, uống với xá xị, nó thảm hơn cháu thiêu, nó gì biết không? Đây này, nhớ cái đó. Rồi như vậy thì ở đây cái chữ tưởng ở đây các vị thấy ngài sẽ là phát trả lời rất là gọn, ngài nói là tưởng thôi, phai vàng được phai vàng thì nói chưa hết ba cái tưởng. Thứ nhất là dục tưởng, nghĩa là tất cả những cái kiến thức, những hồi ức, những kinh nghiệm của mình về năm dục vật chất, đấy gọi là dục tưởng. Thứ hai là thiền tưởng, tức là các cái đề mục thiền định và những gì mình muốn hóa hiện thông qua đề mục đó thì gọi là thiền tưởng. Cái thứ ba là quán tưởng. Quán tưởng là sao? Chứ quán tưởng ở đây như tôi mới vừa nói dài dòng đó, quán tưởng này có nghĩa là cái thấy của hành giả buổi đầu á, cũng là danh sắc, nhưng mà phải xài qua cái khái niệm tục đế. Có nghĩa là sao? Đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, phải không? Rồi thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào, thở dài biết là thở dài, thở ngắn biết là thở ngắn. Đấy, đó là hoàn toàn tục đế, đó là tưởng. Chứ còn nếu mà nói trên bản chất chân đế rốt ráo thì làm gì có đi đứng nằm ngồi. Ở đó chỉ có đất nước lửa gió nó xê dịch cái tâm muốn đi và đất nước lửa gió nó làm việc, chứ không hề có ông A bà B, cũng không hề có cái động tác dở bước đạp, cũng không hề có những cái tư thế đứng đi nằm ngồi. No no no, nó là toàn là giả vọng, chứ thực tế nó chỉ có đất nước lửa gió và cái tâm thức thôi, chỉ có ý muốn. Như vậy thì cái động tác mà làm nên các tư thế ấy, nói theo A Tiền Đàm, chỉ là đất nước lửa gió cộng với ý muốn ha. Nhưng mà buổi đầu mình tu tập mình đâu có tu rốt ráo như vậy được. Buổi đầu mình phải có biết rõ đây là đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi nè, đây là hơi thở ra dài, hơi thở ra ngắn, hơi thở vào dài, hơi thở vào ngắn nè, biết rõ đây là thể trượng là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu lập 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 la, biết rõ đây là xương nè, đây là xương trắng nè, đây là xác mới chết nè, đây là xác trương phình chảy nước nè, đây là xác bị phân đoạn thành từng khúc nè, xác này là nhiều máu, xác này ít máu nè. Đó, thì đại khái thì hành giả buổi đầu là hoàn toàn phải dựa vào đó, để người tu tập. Rồi từ từ tới một lúc nào đó thì hành giả vượt khỏi những cái ý niệm tục đế, mà lúc hành giả chỉ biết rằng đây là lạc thọ khổ thọ, biết rõ rằng đây là tâm tham tâm sân. Đấy, rồi lên nữa hành giả biết rằng mọi thứ đang sanh diệt, biết rằng đang sanh diệt, sanh diệt. Thì ở cái giai đoạn sanh diệt này nè, hành giả mới thấy rằng mọi thứ ở đời không gì không sanh diệt, và những gì đang sanh diệt, những gì đã sanh thì phải diệt. Thì cái tính sanh diệt đó nó có cái tên gọi rất là chuyên nghiệp, đó là khổ đế. Tất cả những gì sanh diệt đều là khổ đế.
Như vậy thì trên đời này có cái gì không sanh diệt? Không có. Như vậy cái gì trên đời này cũng là khổ đế. Và nếu mọi thứ đều là khổ đế thì mình thích mình ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ đế. Mà muốn hết khổ, muốn chấm dứt cái khổ thì đừng có thích, đừng có ghét ở trong cái khổ, bất cứ cái gì nữa. Bởi vì cái gì cũng là khổ, nên thích ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ. Mà có thích ghét là có đầu tư khổ mới, cho nên vì ấy không có tiếp tục thích và ghét. Tại sao tôi thêm cái ghét ở đây? Tập đế làm gì có ghét, nhưng mà tại sao tôi phải thêm? Là bởi vì trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật Ngài dạy có cái chữ tham ưu. Tham ưu, thích ghét không rời nhau. Khi ta thích một cái gì đó là ta phải ghét cái ngược lại. Và khi ta ghét cái gì đó là coi như một cách kín đáo ta sẽ thích cái ngược lại. Các vị có hiểu không ta? Này, ví dụ như mình thích ấm thì mình ghét lạnh. Mình thích mát thì tự nhiên mình ghét nịch. Luôn luôn, mình thích thơm thì mình ghét thối. Thích xa thì ghét gần. Thích gần ghét xa, ví dụ như vậy. Vân 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 vân. Nói chung là mình thích cái gì thì mình sẽ ghét cái ngược lại. Và khi mình ghét cái gì mình sẽ thích cái ngược lại. Cho nên trong một buổi bài giảng gần đây cho một cái nhóm Phật tử bên Anh, hôm qua bên đây này, qua thì sĩ, thì tôi có nói thế này: hãy cẩn trọng với từng cái giây phút sống của mình, vì thông qua từng giây phút đó, từng giây phút tâm lý ấy, ta thích và ta ghét một cái gì đó trong đời. Ta tưởng rằng nó đơn giản, no, nó không có đơn giản đâu, không có đơn giản đâu. Khi ta thích một cái gì đó, ta sẽ ghét cái ngược lại. Và cứ mỗi cái thích, cái ghét nó để lại vô số cái hệ lụy. Tin tôi đi, tin tôi đi, nó có vô, để lại vô số hệ lụy. Mà bản thân cái thích là nó để lại vô số hệ lụy rồi. Và đằng này, cái thích luôn luôn nó đẻ ra thêm một cái ghét nằm kế bên. Mà bản thân cái ghét nó cũng để lại vô số cái hệ lụy rắc rối. Cái phúc thay cho cả nào mà càng ít thích càng ít ghét đỡ khổ. Còn đời sống mà còn có thích ghét là còn có phân biệt, mà có phân biệt thì là có chọn lọc, có chọn lựa và có theo đuổi và có tống khứ và có từ chối. Ha, có thích ghét là có lựa chọn lọc, mà hãy chọn lọc, tránh né và từ chối mà không thành thì sao ta? Khổ. Đấy. Muốn không được là khổ, mà ghét tránh không được cũng khổ. Cho nên tâm tham có hai mà tâm sân có hai. Nào, tâm tham có hai đó là muốn tránh cái mình ghét và muốn có cái mình thích. Hai cái muốn. Rồi tâm sân cũng có hai: bất mãn vì không có được cái mình thích và bất mãn vì phải chịu đựng cái mình ghét. Và tôi xin cam đoan 1000% rằng toàn bộ vũ trụ này, tất cả phàm tâm chúng sinh đều sống gọn gàng ở trong thích và ghét. Này, chỉ về thôi. Và chính cái thích và ghét này nó làm nền tảng cho khổ và sướng. Và cái gì nó dẫn đến cái thích ghét là do vô minh trùng bụng đế. Đó là nói gọn. Còn nói rộng đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Đó là nói rộng, nói theo kiểu tạng kinh. Và nói A Tỳ Đàm là do vô minh trùng bụng đế, nó đẻ ra vô số vấn đề nha. Cho nên tôi quay lại. Ngài Ma Ha Cấp Thi Tái, Ngài hỏi thích là gì? Thì trong trường hợp này Ngài Sa Lợi Phất Ngài biết Ngài Ma Ha Cấp Thi Tái hỏi cái gì. Ngài thức ở đây có nghĩa là sự nhận biết các cảm giác đang có mặt. Đời sống của chúng sanh từ lúc lọt lòng cho đến lúc chết như là những cái thây ma chưa có trôi. Tức là mình đói khát, no ấm, buồn vui, sướng khổ mà mình không hề biết cái gì nó đang diễn ra. Nhưng mà riêng đối với một hành giả Tứ Niệm Xứ, vị ấy biết rất rõ cái cảm xúc gì nó đang đi qua lòng mình. Và tôi có thể khẳng định một điều: có nhiều cách để mô tả về thế giới, về vũ trụ, về chúng sinh, nhưng mà trong đó còn một cách nói không hề sai. Đó là toàn bộ vũ trụ này, tất cả chúng sanh chỉ sống theo đuổi một thứ thôi, đó là cảm giác. Không? Tại sao đứa bé đấy khóc? Là bởi vì tôi đã nói rất là nhiều lần, nó khát sữa nó khóc, nó nóng nực quá nó khóc, nó ngứa quá nó khóc, cái tả chưa có thay nó cũng khóc, tiếng ồn thình lình nó cũng khóc, ánh sáng đột ngột nhiều quá nó cũng khóc. Cái gì làm cho nó khó chịu thì nó làm cho nó khóc. Rồi tại sao nó cười, tại sao nó vui, tại sao nó ngủ ngon, tại sao nó ỉ nhuyễn môi nó cười trong giấc ngủ? Là bởi vì nó đang tận hưởng một cái gì đó mà mình biết. Nó đang đã đời cái gì đó mà mình biết. Và cứ vậy nó lớn lên, nó biết đi, biết chạy, rồi bắt đầu nó dậy thì, rồi nó trưởng thành, rồi nó biết yêu đương, rồi có hôn nhân, rồi nó có sự nghiệp. Suốt cái hành trình mấy chục năm đó cho đến qua tuổi trung niên rồi vào tới tuổi già, suốt những thời gian đó là nó chỉ sống với cái gọi là cảm giác. Tức là theo đuổi cảm giác này, chạy trốn cảm giác kia, muốn có một chiếc xe đạp, chiếc xe đẹp đi cho nó sướng, đó cũng là vì để cảm giác. Muốn bán ngôi nhà nhỏ để mua cái nhà lớn hơn, đó cũng là cảm giác.
cũng bỏ chỗ xấu về chỗ đẹp, đó là cảm giác. Tại sao cưới con Lan mà không cưới con Hương, đó là cảm giác. Tại sao lấy thằng Tèo mà không lấy thằng Tí, đó là cảm giác. Tại sao thích giống sống xứ lạnh mà ghét xứ nóng, tại sao thích xứ nóng mà ghét xứ lạnh, đó là cảm giác. Lặp 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 lặp. Thì ở đây như vậy, khi mình nói phanh phui nó tận cùng như vậy, mình thấy thì ra toàn bộ đời sống của chúng sanh, từ con ong cái kiến cho đến một vị trời ở trên tiên giới, đều là sống trong cái cảm giác. Cho nên ở đây cái thức tri này rất là quan trọng. Như thế thức tri là gì? Ngày nhìn cái tâm của ngày mà hai có thứ tác, đó là thức tri, nghĩa là sự nhận biết, cái nhận biết cái sự hiện diện của ba cảm giác khổ lạc xả. Cái này nghe đơn giản cho nó sâu lắm. Người luôn luôn biết rõ mình sống với cảm giác gì thì chuyện đầu tiên là không có manh động. Manh động là gì ta? Là không vì cái sướng mà làm bậy, không vì né cái khổ mà làm bậy, thì gọi là không manh động. Còn tại sao người ta làm bậy? Bởi vì người ta không có kiểm soát được cái gì đó đang diễn ra trong lòng mình, đang đi qua lòng mình, họ không kiểm soát được. Cho nên cứ cắm đầu chạy trốn cái này và theo đuổi cái kia. Đấy. Cho nên đây là lý do vì đâu một cái đề tài này đối với các ngài nó quan trọng, là bởi vì một người mà làm nhận diện được từng thứ cảm giác cảm xúc đang đi qua lòng mình, nhận diện và làm chủ được, kiểm soát được từng cảm xúc cảm giác đang đi qua lòng mình, thì bản thân người đó nếu đủ duyên chứng thánh, và khi chứng rồi thì có thể giúp cho vô số người khác, và nếu không chứng thánh được thì tối thiểu cũng được hiện tại là trú an lạc hiện tiền. Không, thế nên này không gì sướng cho bằng cái người làm chủ được cảm xúc của mình. Này nhớ nha, chúng ta có 1 tỷ đô la, có 800 cái nhà không bằng cái tên nó nghèo mà nó làm chủ được bản thân đó. Như tôi nói rất là nhiều lần, người giàu nhất không phải là cái người có hết mọi thứ, bởi vì cái chuyện đó không bao giờ có. Trên đời này không bao giờ có một cái cá nhân nào mà có hết mọi thứ mình muốn, chuyện đó không bao giờ có. Cho nên cái người giàu nhất không hề là cái người có hết mọi thứ, mà người giàu nhất chính là cái người có thể sống thoải mái trong mọi tình huống. Thì cái người này mới là gọi là người giàu. Là vì sao? Vì núi rừng sông suối quan sơn giả lãnh, đồng không mong quạnh, ở đâu người này cũng có thể nhăn răng ra cười hết, ở đâu người đó cũng thấy thỏa mãn được hết. Còn khổ nhất là cái tên mà nhà cao cửa rộng sung sướng áo dốc lụa là, mà đôi khi chỉ cần mà thiếu một chút là nó chịu không nổi. Thì quá ra lúc bây giờ nó đang sống bằng cái tâm thức của một cái thằng nhà nghèo. Rồi vì sao? Tại sao gọi là nghèo? Bởi vì nó đang sống với cái chữ thiếu. Các vị nghĩ của tôi nói đúng không? Khi mà nó khó chịu với cái sự thiếu thốn á, thì trong đầu nó luôn luôn nó có hiện ra cái chữ thiếu to đùng trên trán. Mà trên đời này thằng nào nghèo, thằng nhà nghèo nó mới có chữ thiếu. Trong khi mình giàu nứt đố đổ vách, mà mình rất dễ thấy cái chữ thiếu nó xuất hiện khắp nơi hết. Mình là người rất khó thỏa mãn. Như vậy thì trong lòng mình lúc nào cũng có chữ thiếu. Mà nếu anh sống với chữ thiếu trong đầu thì anh phải là thằng nhà nghèo chứ không phải là gì nữa. Trong khi cái người mà họ sống tri túc lại khác. Họ luôn luôn họ làm chủ được cảm xúc của họ, sao họ cũng vui được hết, sao họ cũng an lạc được hết. Thí dụ như trong kinh nghiệm tu tuyệt quán ấy, buổi đầu hành giả ghi nhận đây là khổ thọ, đây là lạc thọ, đây là xả thọ. Không. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì hành giả sẽ thấy, sẽ ghi nhận ghê hơn nữa. Thay vì trước đây mình ghi nhận đây là khổ thọ, thì bây giờ hành giả ghi nhận thế này: khổ thọ đang mất đi, chứ không phải là đây là khổ thọ, mà là ghi nhận khổ thọ đang mất đi, lạc thọ đang mất đi, xả thọ đang mất đi. Đó, phải như vậy. Và sau cùng thì hành giả thấy rõ rằng tất cả những gì đang sanh đều phải diệt, và tất cả những gì sanh diệt đều là khổ. Với cái thấy này nè mà cộng với ba la mật thì hành giả chứng thánh. Còn tại sao mình hiểu như vậy mà mình không chứng? Vì ba la mật nó không cho phép. Mình có passport đó, nhưng mà trong cái pass mình chưa có visa. Hoặc là mình có visa nhưng mà mình chưa mua vé máy bay. Mình mua vé máy bay nhưng mà mình đang bay, mình chưa có hạ cánh, mình chưa có landing. Mà gần hạ cánh rồi cũng chưa được gọi là tới nữa. Mình phải ra khỏi máy bay, mình đi ngang cái khu pass control, cái khu mà xét giấy á, của bên tụi hải quan á, phải ra khỏi cái đó, rồi ra cái chỗ lấy baggage claim, chúng tôi lấy hành lý á, thì mình mới được kể là tới nơi nào đó. Nhớ nha, còn đằng này chưa. Cho nên mình có passport, ok, good, mình có visa entry, good, nhưng mà mình chưa có mua vé máy bay, mình chưa có bài, ở đây cũng vậy.
Đừng có thấy tinh thông Phật pháp mà đòi người đó phải hết phiền não, đòi người đó phải chiến thắng. Còn khuya, thứ nhất là anh mới có pass, anh mới có passport thôi, anh chưa có visa, mà anh xin được cái visa nhập cảnh rồi, anh có mua vé máy bay chưa? Chưa chắc. Nhớ nha, nhớ. Cho nên ở đây trên mặt lý thuyết, trên mặt kỹ thuật, thì một người mà làm chủ được cái cảm xúc của mình là trước mắt được an lạc đó. Còn cái chuyện mà muốn chứng thánh hay không thì còn phải hỏi cái ba la mật nó có gật đầu hay không. Cái ba la mật tức là các cái công đức trong đời quá khứ đó, các công đức mà được thực hiện bằng cái lý tưởng giải thoát nha. Chỉ còn cái công đức mà được thực hiện bằng cái lý tưởng mà nhân thiên hưởng phúc lạc trời người đó, thì cái công đức nó không được gọi là ba la mật. Mà cái công đức nào được thực hiện bằng lý tưởng cầu giải thoát thì cái công đức đó được gọi là ba la mật. Đây, nhớ cái đó. Gọi là ba la mật thì là có cái ba la mật cộng với cái chuyện mà hành trì đúng đắn thì mới có thể chứng thánh. Cho nên ở trong gì ta, trong kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật ngày chốt lại thì nói này, các tùy theo một người tu đúng tứ niệm xứ thì tối đa là 7 năm mà tối thiểu là 7 ngày có thể chứng thánh, tối thiểu là a na hàm. Thì mình nghe mình thấy người tuyên bố chắc nịch vậy, mình cũng nghĩ ủa sao nhiều người tu mấy chục năm không đạt. Lý do là họ có tu đúng không? Kể cả lý thuyết họ biết rất giỏi, rất chính xác nha, kể cả trường hợp đó, biết rất chính xác, nhưng mà do ba la mật nó cho phép, cho nên lúc mình hỏi gần chạm cái chỗ đắc nó quẹo. Và tôi nói rất là nhiều lần, tôi nói không biết là bao nhiêu lần chỗ này, nhiều bà con trong room nó chửi tôi như là chửi con, nó nói tôi không hành thiền, bạc thiền là phải ngồi liêm diêm cho nó vừa lòng mắt ruột, ok. Mà tôi chỉ nói thiền tứ niệm xứ là nhận thức, cái nhận thức rất là quan trọng, bà con nghe kỹ chỗ này nha. Nó có một cái khác biệt rất là lớn giữa hai hành giả. Sau đây, một, biết rõ rằng tôi đang thở ra, tôi đang thở vào, tôi đang có tâm tham, tôi đang có tâm sân, tôi đang dễ chịu, tôi đang khó chịu. Đó là hành giả đầu tiên. Tức là họ quan sát niệm xứ từ góc độ tôi là, từ cái góc độ chủ thể. Lẽ ra họ phải nhìn nó từ góc độ khách thể, nghĩa là sao? Là chỉ nhìn mọi thứ diễn ra mà không có can thiệp vào đó bằng một cái ý niệm tôi trong đó. Bây giờ mình thử tưởng tượng đi nha, có hai cái thái độ rõ ràng lắm. Mình nhìn một cái dòng nước nó chảy trước mặt mình, hoặc là mình đang chải tóc, mình đang chải tóc thì mình nhìn cái mái tóc của mình, hoặc là mình đang nhìn cái bụi cái dòng nước trước mặt, hoặc nhìn bụi cây trước mặt, thấy hai cái khác nhau. Một bên là mái tóc của tôi, nó có cái tôi trong đó, không? Còn một bên là mình nhìn thấy dòng nước đang chảy trước mặt mình, hai cái nó khác nhau nhiều lắm, đừng có nói là một, đừng có nói nó giống nhau sao. Mình nhìn cái mái tóc mình, hoặc là nguyên một đứa đám trẻ nó đang chơi trên sân, rồi mình liếc mình thấy đứa con của mình và con hàng xóm, mà cái lòng mình đã khác rồi. Mình liếc thằng tèo của mình tí, mình con lan, con cúc, con đào, con yến, con hương của mình nhìn nó khác. Còn mình nhìn mấy cái đứa đó, mình của mấy đứa hàng xóm mình nhìn nó bằng tâm trạng khác. Thì ở đây hành giả tứ niệm xứ phải nhớ thế này, có hai cách nhìn. Một, mình nhìn mọi thứ như là mình nhìn mình. Và cái thứ hai là mình nhìn mọi thứ như là một người viễn khách đang đứng bên bờ sông nhìn nước trôi hoa trôi nước chảy. Nhớ như vậy, hai cái khác nhau. Cho nên cái ba la mật nó khiến cho tới lúc mà mình gần tới rồi đó, tự nhiên cái mình quẹo. Nó có nhiều kiểu quẹo lắm. Một là mình bị kẹt vào cái ý niệm thường vô thường, hai là bị kẹt vào ý niệm khổ lạc, ba là bị kẹt vào ý niệm ngã và vô ngã. Phải kiếm một cái gì đó để kẹt lại, phải kiếm một cái gì đó để kẹt lại. Chứ lẽ ra nếu mà mình đi suốt á, cái gì vô thường thì cái đó khổ, giá đa đi chăng tăng đúc khăn, cái gì vô thường thì cái đó khổ, mà cái gì là khổ thì cái đó là không phải tôi, không phải của tôi. Nhớ cái đó luôn luôn, và luôn luôn nhớ cái điều đó. Cho nên ở đây chỉ bàn về cái chữ thức không, mới là mình thấy thức ở đây trong bài kinh này, trong chỗ này phải hiểu thức ở đây tức là khả năng nhận biết sự có mặt của các cảm giác. Đấy, để thấy rằng đời sống này nó là một chuỗi dài của những cảm giác thôi. Nhận ra cái đó cũng đủ chứng thánh rồi, đủ chứng thánh, dư chứng thánh. Cái thứ hai là định nghĩa về tưởng. Tưởng là gì? Vì trả lời cho một người đại trí, cho nên ngài sẽ là Phật không bao giờ thích. Đấy, không bao giờ thích thì ngài chỉ nói tưởng ở đây là gì? Là biết rõ xanh vàng đỏ trắng, đó là tưởng. Đó tôi hồi tôi còn bé đó, tôi đọc thì tôi sốc lắm, tôi định nghĩ kỳ trời. Nhưng mà tôi già rồi, cái gì lý tóc tôi hai màu rồi. Bây giờ nó là mỗi lần hồi xưa Bồ Tát nói dặn cái người Bồ Tát lúc làm vua, Bồ Tát dặn người hớt tóc thì thấy có tóc bạc, báo nhà biết nhà tu
Còn tôi giờ tôi nhìn cái tóc của nó bạc nhiều quá, tôi không biết tôi kiểu gì, nên khỏi tu luôn rồi. Đó, tóc bạc rồi tôi mới thấm một điều, đó là thấm một điều, đó là tại sao mà ngài trả lời tưởng, tức là thấy, tức là biết rõ xanh vàng rõ trắng. Cái chỗ này theo chú giải vậy ta, cái màu ở đây là cái nó có nghĩa là vỏ ngoài. Nhớ nha, như vậy mình dịch lại nha. Thế nào là tưởng? Tưởng tức là cái ý niệm về vỏ ngoài của thực tại, vỏ ngoài của các pháp, thì cái ý thức đó, cái nhận thức đó, cái biết đó được gọi là tưởng. Wow, cái vỏ ngoài, cái bị nghe kiểu không ta? Tức là trong một cái vật thể thì cái gì nằm ngoài bìa cùng, nằm ngoài bìa, cái gì bìa nó trái cam đi, thì cái gì mà nằm ngoài bìa trái cam ai cũng nói là vỏ cam, sai. Cái màu rồi mới tới cái vỏ cam, cái màu của vỏ cam rồi mới tới vỏ cam. Ngài sẽ phát, ngài chọn cái màu mới ghê chứ, thay vì ngài chọn là hình dáng thôi, mình là lấy cái màu sắc. Thay vì ngài nói vỏ cam mà nó không, ngài nói cái màu của trái cam. Thì tưởng là chỉ là gì? Tưởng nghĩa là cái nhận thức về, cái nhận biết về cái vỏ ngoài cùng, thế chỉ cùng đó nha. Tưởng là cái nhận biết về vỏ ngoài cùng của các pháp. Đây, ví dụ như biết rõ đây là nam nữ, đực cái trong ái, đẹp xấu cao thấp, trắng đen mập ốm xa gần, trong ngoài trên dưới, mau chậm, thì tất cả những cái đó được gọi là cái biết của tưởng. Như vậy thì mình thấy trong toàn bộ đời sống này của mình, nó có ba cái biết của thức, cái biết của tưởng và cái biết của trí. Cái biết bây giờ bắt đầu tôi nói qua một cái đoạn khác, làm ơn cái chữ thức này tôi là lấy khỏi bài kinh này nha. Vì tôi đang nói chữ thức ở nghĩa rộng. Thức là cái biết của sáu giác quan, mắt tai mũi lưỡi. Thứ hai là cái biết của tưởng, là cái biết của cái gì thuộc về hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm. Cái biết thứ ba là cái biết bằng trí, tức là biết cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì nên, cái gì không nên, cái gì là nhân, cái gì là quả, nhân nào cho quả nào, quả này từ nhân nào mà đến, nhân này sẽ cho quả nào. Đó, thì cái trí này được gọi là, cái biết này được gọi là cái biết của trí. Như vậy